Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Thu Trang Mùa Kết. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mà khiến cho mái tóc của bạn lúc nào cũng xuân mượt và chắc khỏe. Sản phẩm này được chiết xuất từ bột kết 100% từ thiên nhiên nhé, nên các bạn không cần phải lo khi sử dụng. Đó là sản phẩm bột kết túi lọc. Khi sử dụng, bạn chỉ cần lấy một túi lọc nhỏ như này, cho vào chậu, rồi xả trực tiếp nước sôi vào. Bạn chỉ cần rót trực tiếp nước sôi vào như này là các hương liệu trong túi lọc bột kết này sẽ hòa tan vào nước nhé. Dầu gội bột kết túi lọc này 100% từ tự nhiên, gồm 80% là bột kết, 20% còn lại là xả vỏ bưởi và hương nhu. Sự kết hợp giữa bột kết, xả vỏ bưởi và hương nhu làm cho mùi thơm của dầu gội của bạn rất là dễ chịu, nhẹ nhàng. Đặc biệt là còn giúp cho mái tóc của bạn lúc nào cũng bóng mượt và không bị gãy rụng, khô sơ. Và hơn nữa còn trị được gầu, trị lấm ngứa cho các bạn nhé. Những ai mà bị lấm ngứa lâu năm, bạn có thể sử dụng bột kết túi lọc này 100% từ thiên nhiên, nên là các bạn không cần phải lo lắng khi sử dụng. Mình đã sử dụng sản phẩm này được 2 năm, mình cảm thấy rất là hiệu quả. Mái tóc của mình không còn bị khô sơ và tóc mọc lên rất là nhiều nhé. Gội bột kết túi lọc này bạn lưu ý là nên tránh trực tiếp tiếp xúc với mắt nhé. Vì nếu một lúc bột kết này vào mắt của các bạn thì sẽ rất là cay mắt. Sau khi đã gội đầu bằng nước dầu gội bột kết túi lọc này thì bạn hãy tráng qua bằng một lớp nước sạch nhé. Sau đó các bạn sấy khô là xong. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho mình nhé.